Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về an ninh trật tự. Ông Nguyễn Chí Hiểu, người đưa Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan từ bờ vực phá sản thành Hợp tác xã kiểu mẫu. Kết quả bước đầu sau khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đi vào hoạt động. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết thống nhất và cùng tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trình độ giáo sư, tiến sĩ luật học. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Đồng chí giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an từ năm 2010 đến 2016, Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến 2024. Đồng chí được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an Nhân dân tháng 1 năm 2019, được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 5 năm 2024. Ngày 3 tháng 8 năm 2024, đồng chí được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí hiện cũng là đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. Thời gian qua, đồng chí Tô Lâm có nhiều cuộc về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và tiếp xúc với cử tri, nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hôm qua, Cục Dân số Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2024 cho 31 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Dự hội thảo có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban, Ban chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên. Tại hội thảo, Cục Dân số thông tin hiện nguồn lực đầu tư cho công tác dân số ở các cấp bị cắt giảm nhiều. Ở Trung ương, kinh phí được cấp năm 2024 chỉ bằng 17% so với bình quân các năm trong giai đoạn 2016-2020. Đến hết tháng 6 đầu năm nay, 4/8 chương trình đề án về dân số vẫn chưa có kinh phí để triển khai. Một khó khăn nữa, đó là tổ chức bộ máy, cán bộ ở cả trung ương và địa phương biến động, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ dân số chưa kịp thời và tương xứng với nhiệm vụ. Kết quả sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số cho thấy nhiều nhóm mục tiêu chỉ tiêu đạt thấp và có nguy cơ không đạt được mục tiêu đề ra đến năm 2030. Đến hết tháng 6 năm 2024, cả nước mới có 25 tỉnh, thành phố đã xây dựng và trình Hội đồng Nhân dân cung cấp ban hành nghị quyết quy định về chính sách dân số trong tình hình mới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị Cục Dân số khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan, tập trung hoàn thiện thể chế cụ thể là chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án luật dân số để đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2026. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, những kết quả công tác dân số đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hưng Yên sẽ tiếp thu kinh nghiệm, có các giải pháp cụ thể, khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác dân số, phấn đấu đạt các mục tiêu đặt ra, đóng góp quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,
và phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 250 đại biểu đại diện cho trên 12.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Hưng Yên kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 63 văn bản về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, khởi tố điều tra trên 780 vụ, gần 1.300 bị can. Về công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh đã đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với hơn 30 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Công an tỉnh đang cung cấp 124 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp ý kiến trao đổi một số vấn đề về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ tập thể cá nhân khi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thẩm quyền tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm. Công tác đấu tranh tội phạm về môi trường, việc cắt giảm thủ tục hành chính khi thực hiện đăng ký phương tiện giao thông, việc cấp và quản lý con dấu, việc khắc phục những bất cập chồng chéo trong các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, những ý kiến của doanh nghiệp đều được các đơn vị chức năng Công an tỉnh giải đáp cụ thể, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trường tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những vướng mắc về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền sâu rộng những thông tin liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn người dân, doanh nghiệp tiếp tục chủ động phối hợp trao đổi với lực lượng công an qua các kênh thông tin để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Công an tỉnh tuyên truyền trang Zalo Công an tỉnh, phiếu phản ánh về an ninh trật tự, công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đường dây nóng Công an tỉnh, tặng giấy khen cho 22 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội. Những ngày này, các nhà vườn tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thường xuyên đón nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức nhãn tại vườn. Việc mở cửa phát triển tour du lịch tham quan trải nghiệm vườn nhãn góp phần đưa nhãn Hưng Yên vươn xa. Đối với nhà báo Vũ Trọng, nguyên phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, mặc dù cũng đã có nhiều dịp công tác tại Hưng Yên, nhưng đây là lần đầu tiên ông được đến tham quan trải nghiệm cũng như được thưởng thức đặc sản nổi tiếng này ngay tại vườn. Cái nhãn cổ này quay là tuyệt vời, mà nó là một cái thương hiệu cho Hưng Yên rồi. Thế mà hôm nay lại được thưởng thức cái nhãn cổ ở đây nữa, thì thấy là nó có khác với lại những cái nhãn khác. Là trưởng đoàn du khách tỉnh Bắc Ninh, ông Trần Lưu Đoá cũng đã có nhiều lần đến và thưởng thức nhãn Hưng Yên. Theo cảm nhận của ông, thì nhãn Hưng Yên vẫn mang hương vị đặc trưng riêng. Cái nhãn ở đây rất đặc trưng. Một là rất là ngọt, ngon, mùi thơm và cùi dày, hạt nhỏ. Tôi cũng đã mang cái nhãn này về, tôi ghép ở trên trang trại của tôi. Thay mặt cho đoàn xin chúc các chủ vườn nhãn ở Hưng Yên càng ngày càng phát triển và cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Hồng Nam là một trong những vùng trồng nhãn tập trung lớn với diện tích gần 200 hectare nhãn, chủ yếu là các giống nhãn cùi cổ, nhãn Hương Chi, đường phèn. Vài năm trở lại đây, các vườn nhãn trên địa bàn xã là địa chỉ tham quan của nhiều đoàn khách trong và ngoài tỉnh với hàng nghìn lượt du khách từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Khi vào vườn, du khách thích thú tìm hiểu quy trình sản xuất nhãn sạch Việt Gáp, được thoải mái thưởng thức những quả nhãn chín mọng và chụp ảnh lưu niệm. Đến thời điểm hiện tại thì chín đến đâu là chúng tôi tiêu thụ hết đến đấy. Chủ yếu là các khách đoàn tham quan du lịch và những khách họ đã quen, đã biết. Năm trước họ đã tìm về mua nhãn tại nhà vườn thì năm nay họ lại tiếp tục đặt mua
và họ có một cái sự phân biệt đánh giá giữa nhãn Hưng Yên và các tỉnh bạn, và đặc biệt là các giống nhãn. Việc các nhà vườn đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm của mùa nhãn chín là một loại hình du lịch mới mẻ cần thiết được phát triển, bởi đây cũng là kênh để quảng bá, giới thiệu nhãn Hưng Yên. Và để mô hình du lịch này mang lại hiệu quả kinh tế, các chủ vườn cần nâng cao chất lượng nhãn, đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm, chỉnh trang vườn nhãn sạch đẹp. Đồng thời, chính quyền các cấp cần đầu tư hệ thống giao thông thuận lợi giữa các di tích và vùng sản xuất nhãn. Bằng trí tuệ, sự nỗ lực, tinh thần vì tập thể, ông Nguyễn Chí Hiểu đã thành công trong việc phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan. Ông Hiểu đã đưa đơn vị này từ bờ vực phá sản trở thành hợp tác xã kiểu mẫu, thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thập niên 80-90 của thế kỷ 20, hệ thống các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên toàn quốc hoặc là hoạt động trì trệ hoặc là tuyên bố phá sản. Tại Hưng Yên, trong giai đoạn này cũng có hàng trăm hợp tác xã tuyên bố phá sản. Tuy nhiên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Xuân Quan vẫn đứng vững nhờ sự tháo vát, tinh thần quyết tâm vượt khó của chủ nhiệm Nguyễn Chí Hiểu. Ông đã gặp các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và đưa về hai giống ngô và đỗ tương năng suất cao. Năm 1998, chuyển đổi sang cái sử dụng các cái giống cây có giá trị cao như cây ngô NK6869 và cây đậu tương K84 rồi K54. Giống này nó có từ 3 tạ rưỡi đến 4 tạ, nó tăng gần như gấp 3 lần với cái giống ngô cũ, coi đậu tương vậy. Cùng với đó, hệ thống lưới điện xuống cấp cần nguồn vốn lớn để đầu tư, nhưng do tài sản chưa được định giá nên ngân hàng không cho vay. Ông Hiểu đã chủ động mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình đi huy động vốn, kéo theo các thành viên khác làm theo. Từ đó đến nay, hệ thống điện luôn được đảm bảo về chất lượng và dịch vụ. Từ chỗ kinh doanh, hai lĩnh vực chính là dịch vụ nông nghiệp và dịch vụ điện, đến nay hợp tác xã đã phát triển thêm 3 loại hình dịch vụ nữa, là kinh doanh chợ, xử lý môi trường và cung cấp cây giống. Lợi nhuận năm 2023 đạt trên 47 tỷ đồng. 32 xã viên người lao động có thu nhập ổn định với mức lương từ 10 triệu đến 15 triệu đồng một người trên tháng. Tham gia vào hợp xã là 14 năm và tôi cảm thấy rằng là rất là may mắn là được làm việc theo hợp xã, và cái thu nhập của chúng tôi thì cũng lương là phổ biến là tầm độ 10 triệu một tháng. Ông Hiểu là điều hành anh em thì giống như một gia đình ý. Thì anh em ở đây là điều là rất là phấn khởi và mong muốn là coi phục vụ hợp xã lâu dài. Ông Hiểu có vai trò rất quan trọng trong cái việc vực dậy cũng như là sự phát triển của hợp tác xã cho đến ngày hôm nay. Từ bờ vực phá sản, đến nay Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Quan phát triển mạnh mẽ, vốn pháp định hiện đạt trên 70 tỷ đồng. Hợp tác xã đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của xã Xuân Quan, đưa địa phương này thành vùng hoa cây cảnh nổi tiếng ở huyện Văn Giang. Năm 2023, giá trị canh tác của xã đạt 730 triệu đồng một hecta, thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 92 triệu đồng một năm. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Xuân Quan trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tối qua tại sân khấu nhà hát chèo Hưng Yên diễn ra buổi tổng duyệt vở chèo Tướng quân Phạm Ngũ Lão. Vở chèo Tướng quân Phạm Ngũ Lão, tác giả kịch bản Hồng Mặc Cát do đạo diễn Chu Tuấn Nghĩa dàn dựng. Nội dung vở chèo nói về tướng quân Phạm Ngũ Lão, một danh tướng nhà Trần, người con làng Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Phạm Ngũ Lão sớm mồ côi cha, thông minh hiếu học, yêu nước. Một ngày nọ, ông ngồi đan sọt bên đường, hữu duyên gặp được Hưng Đạo Vương đi kinh lý. Hưng Đạo Vương phát hiện ra tài năng thiên bẩm của ông nên cho theo về phủ để dạy dỗ, sau đó gả con gái là quận chúa Anh Nguyên và được phong làm quan phụng ngự. Trong hai cuộc chiến đấu với giặc Nguyên Mông xâm lược Đại Việt, Phạm Ngũ Lão được Hưng Đạo Vương giao làm tướng tiên phong. Với mưu trí đảm lược, tầm nhìn xa trông rộng, ông đã góp công lớn vào hai lần đại thắng Nguyên Mông. Buổi tổng duyệt vở chèo Tướng quân Phạm Ngũ Lão đã nhận được những ý kiến đánh giá cao của hội đồng chuyên môn. Sau buổi tổng duyệt, vở chèo đã được công diễn nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Hưng Yên vừa tổ chức lớp tập huấn kiến thức về quản lý điểm đến du lịch. Lớp tập huấn đưa ra một số định hướng, giải pháp xây dựng và quản lý điểm đến để áp dụng vào tỉnh Hưng Yên, địa phương đang có 5 điểm đến du lịch cấp tỉnh. Các chuyên gia du lịch gợi ý về quản lý điểm đến du lịch bền vững
như nâng cao nhận thức về du lịch bền vững, bảo tồn các giá trị tự nhiên và văn hóa, giảm thiểu tác động của tính thời vụ trong hoạt động du lịch, tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch. Lớp tập huấn đã đi khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm quản lý điểm đến tại Bản Lác, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đây là điểm du lịch cộng đồng được khai thác và quản lý tốt, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Sau một tháng triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, cho thấy những nội dung của luật đã đi vào cuộc sống, đồng thời từng bước khẳng định sự cần thiết của luật này trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ông Dũng, bán hàng nước ở chợ Đông Tảo cho biết, qua một tháng nay, ngoài bảo vệ chợ và công an xã, còn có lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thường xuyên xuất hiện giúp cho tình hình ở đây ổn định, đặc biệt không còn tình trạng trộm cắp vặt hay những va chạm giữa các tiểu thương, các tài xế chở hàng. Tôi bán hàng cả đêm, lực lượng bảo vệ này là chặt chẽ mà 24/24, lúc nào cũng có, không có trộm cắp thì rất an tâm. Tôi thấy lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên xuất hiện, cứ một vài tiếng là họ đi tuần tra trong thôn, trong xóm, rồi là hoạt động ở chợ, bảo đảm an toàn an ninh trật tự. Xã Đông Tảo có 4 thôn, mỗi thôn có một tổ bảo vệ với 3 thành viên là những người trực tiếp sinh sống tại chỗ. Tuy nhiên, hiện xã mới tuyển chọn được 6 thành viên, còn thiếu 50% quân số. Vì thế, hiện các thành viên hoạt động theo mô hình một tổ tập trung tham gia cùng công an tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn xã. Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ từ ngày hay là đêm. Bất kỳ lúc nào phải một đồng chí hoặc hai đồng chí là chúng tôi cũng có thể đi tuần được. Với đặc thù ở chợ Đông Tảo này thì thường xuyên là hoạt động về đêm. Đây là chúng tôi trong tổ phân chia nhau ra, đảm bảo là lúc nào là cũng có lực lượng đi tuần ở chợ để bảo đảm an ninh trật tự ở chợ. Còn tại xã Tân Dân, huyện Khói Châu là xã lớn với gần 20.000 dân, trong khi đó lực lượng công an chính quy mỏng, nhiều việc. Vì thế, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở là cánh tay nối dài trực tiếp hỗ trợ công an bảo vệ an ninh trật tự và giúp Ủy ban nhân dân xã xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Xã lớn dân đông, ở thì giải rác với lực lượng công an chính quy mà cái chức trách nhiệm vụ được giao thì nhiều nhưng được không làm xuể. Các thành viên trong tổ an ninh cơ sở đã giúp cho lực lượng làm công tác về phòng cháy chữa cháy, tuần tra vũ trang ban đêm, quản lý kiểm tra về quản lý cư trú theo luật cư trú. Sau một tháng thực thi luật, đến nay hình ảnh lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trở nên thân quen với người dân. Thực tế, trên địa bàn tỉnh đã có những chiến công đầu tiên từ lực lượng này. Cụ thể, tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử, tổ bảo vệ đã tham gia phát hiện bắt giữ một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Đội quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với công an tổ chức thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là trên 163.000 thiết bị thuốc lá điện tử và gần 10 tấn phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Ngày 25 tháng 7, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Xuân Hà, địa chỉ phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, tổng số tiền gần 54 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải gửi đăng ký theo quy định. Ngoài ra, ông Hà bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc phải tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm gồm trên 163.000 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử và gần 10 tấn phụ kiện thuốc lá điện tử các loại. Đây là số hàng mà trước đó trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện tại kho hàng hóa có địa chỉ ở thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ do ông Trần Xuân Hà làm chủ. Ngày 1 tháng 8, ông Hà đã chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt vào kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trước sự giám sát của cơ quan chức năng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.